Hồng, sông La, sông núi ấy đã sinh ra hào kiệt, biết bao bậc anh hùng xả thân vì đất nước, vẫn nức lòng bốn biển, võ tiếng dậy muôn phương. Trần Phú được sinh ra tại làng An Thổ, phủ Tuy An, Phú Yên. Quê hương anh ở làng Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Một miền quê giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng và đấu tranh cách mạng. Sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, anh được người thân đón về nhà nuôi dưỡng, cho ăn học tại trường Pháp Việt Đông Ba, rồi Quốc học Huế. Nhưng đất nước đang chìm trong nô lệ, bao nỗi bất công, lệ đầm đìa câu ví. Thương người dân bị đọa đầy thậm tệ, thân làm trai, há dễ ngồi yên. Người ơi, dưới bên tấm gió sớm trong sóng ngơ vô, trên ngọn Tung Sơn thông rủ gió. Cánh buông bạt gió lao đao, hận chim đẩy nước hơn cao ngút nở trời. Có nỗi đau nào hơn thế nữa, khi nhìn những người dân thống khổ lầm than, thân làm trai gánh vác giang sơn, lời mẹ ru xưa con không thể cúi đầu làm thần trâu ngựa. Nhìn những người dân tù lao khốn khổ lệ ứa tâm can, lòng như ai sẽ quê hương ơi ta không thể ngồi ở yên. Hồng Lĩnh La Giang chất chứa căm hờn, thù giặc nước ta thề không cùng sống. Lời các bậc tiên nhân của quê hương vang vọng, trước muôn nỗi bất công ta đứng thẳng người lên. Đứng thẳng người lên đánh đuổi giặc thù cho rằng về bên tam xóa tung lình. Hào khí ngút trời sông La Hồng Lĩnh, cho xứng với người con của Hà Tĩnh kiên trung. Sau khi đỗ đầu kỳ thi thành trung trường Quốc học Huế, Trần Phú được phân công về dạy trường tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh. Anh đã sớm truyền dạy cho học trò của mình chí căm thù, lòng thương dân yêu nước. Sau đó anh thôi dạy học, tập trung cho hoạt động cách mạng. Năm 1925, Trần Phú tham gia sáng lập và hoạt động tích cực trong Hội Phục Việt, sau đổi tên thành Hội Hương Nam, Việt Nam Cách Mạng Đảng, rồi Tân Việt Cách Mạng Đảng. Các đồng chí ạ, hiện nay ở Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Thật thế ạ anh? Đúng vậy. Vì thế Hội Hương Nam chúng ta nên cử người sang đó để hợp nhất hai tổ chức lại với nhau. Các đồng chí có đồng ý không? Đồng ý. Nhưng liệu đồng chí Nguyễn Ái Quốc có đồng ý không? Anh Phú, không biết gặp rồi tình hình sẽ như thế nào. Hơn nữa, Hương Nam chúng ta đang hoạt động tốt, rất nhiều người muốn xin gia nhập. Tôi nghĩ... Các đồng chí này, làm cách mạng không phải chỉ dựa vào một nhóm người, một tổ chức nhỏ. Các đồng chí biết đấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với bản yêu sách 8 điểm đòi quyền độc lập tự do cho các dân tộc thuộc địa, bản án chế độ thực dân Pháp, tác phẩm Đường Cách Mệnh, tờ báo Le Paria, Người Cùng Khổ. Đây
Đây mới là con đường, con đường chúng ta cần phải tìm đến các đồng chí ạ. Anh Phú. Đồng chí Trần Phú, nhưng ai sẽ đi ạ? Tôi và một số các đồng chí khác sẽ cùng đi. Anh đi. Ở nhà ai lãnh đạo phong trào? Hơn nữa, đường sang bên đó lành ít, dữ nhiều. Liệu có mệnh hệ gì thì... Các đồng chí cứ yên tâm, lần này chúng ta sang bên đó để gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Vì tôi có niềm tin vận mệnh đất nước đang chờ đợi anh ấy. Phải hợp nhất các tổ chức cách mạng thành một khối, vì đó là con đường anh ấy đã chọn. Các đồng chí này, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, giữ vững phong trào. Anh Phú.